Đây là bài 26 trong loạt bài Nghe Nói Tiếng Trung giao Tiếp Dễ Dàng 1 của Hội Quán Tam Thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mời vào. Chính chỉnh. Ở đâu? Tại nào? Không phải. Bố sư. Thầy giáo Vương. Wang lão sư. Bạn con. Của朋友. Chào chú ạ. Su su hảo. Tiếng Anh. Yên vấn. Yên ngữ. Bạn tên gì? 你叫什么名字? Trương Đông. Trang Tung. Học tiếng Việt. Xuế Việt Nam ngữ. Xuế xí Việt Nam ngữ. Mình cảm thấy rất khó. 我觉得很难. Đặc biệt là chữ Hán. 特别是汉字. Phát âm tiếng Trung của bạn rất tốt. 你的汉语发音很好. Quá khen rồi. Của giảng lợ. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ buổi trưa. Trung ủ. Trung. Trung. Ủ. Ủ. Trung ủ. Trung ủ. Trưa hôm nay. Xin thiên trung ủ. 今天中午. Trưa thứ hai, nguyên văn là thứ hai buổi trưa. Xin chi trung ủ. Xin chi trung ủ. Trưa bạn đi đâu? Trung ủ nì chư nǎr. Trung ủ nì chư nǎr. Thúy Dương, trưa bạn đi đâu? Chuối Yang, trung ủ nì chư nǎr. Chuối Yang, trung ủ nì chư nǎr. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ ăn. Chư. Chư. Ăn cái gì? Chư sớm á? Chư sớm á? Đi đâu ăn? Chư nár chư? Thúy Dương, buổi trưa bạn đi đâu ăn? Chuối Yang, trung ủ nì chư nár chư? Chuối Yang, trung ủ nì chư nǎo chư? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ cơm. Phản. Phản. Ăn cơm. Chư phản. Chư phản. Đi đâu ăn cơm? 去哪儿吃饭? 去哪儿吃饭? Buổi trưa bạn đi đâu ăn cơm? 中午你去哪儿吃饭?中午你去哪吃饭？Thùy Sương, buổi trưa bạn đi đâu ăn cơm? Trí Yang, trung午你去哪吃饭? Trí Yang, trung午你去哪吃饭? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ nhà ăn. Sứ tháng. Sứ. Sứ. Tháng. Tháng. Sứ tháng. Sứ tháng. Ở nhà ăn. Tại sứ tháng. Tại sứ tháng. Ở nhà ăn ăn cơm. Tại sứ tháng吃饭. Tại sứ tháng吃饭. Mình đi nhà ăn. 我去食堂. 我去食堂. Thùy Sương, buổi trưa bạn đi đâu ăn cơm? Trí Yang, 中午你去哪吃饭? Trí Yang, 你中午去哪吃饭? Mình đi nhà ăn, bạn thì sao? 我去食堂, 你呢? 我去食堂, 你呢? Mình cũng vậy. 我也是. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên lạc với Hội Quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977 309925 để đăng ký học trực tiếp hoặc nếu mua trọn bộ các giáo trình của Hội Quán nhé.